Dạ, em Hương xin chào toàn thể các anh chị đã quay trở lại với kênh của Kim Hương Nhà Đất Đồng Nai nha. Hôm nay á, là em Hương đang có mặt trong một căn nhà vườn tọa lạc ngay tại xã Hưng Lộc của huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, với rất là nhiều loại cây ăn trái luôn anh chị. Có cả chuồng trại chăn nuôi cũng như là có một cái ao cá phía đằng sau ha. Em Hương đã phát hiện được cái ao cá đó. Thì căn nhà vườn này á, cái vị trí của nó thì nó cách khu công nghiệp Dầu Dây là 3 km, cách cái đường tỉnh lộ 769 trục chính đi sân bay Long Thành á, chỉ có 900m thôi, và cách thành phố Biên Hòa công viên 30/4 là 35 km anh chị mình nha. Và ngoài ra cái căn nhà vườn này với tổng diện tích là 8.500m², rất là vuông và đẹp luôn, đặc biệt bám góc hai mặt đường nữa anh chị mình nha. Một mặt đường phía đằng trước á, bám là 71m, và một mặt đường phía sau thì bám là 81m anh chị mình ha. Ở trong này á, có rất là nhiều loại cây ăn trái luôn anh chị. Nói chung ở trong nhà vườn này thì không bao giờ lo thiếu trái cây anh chị mình ha. Đó, sổ hồng riêng sẵn sổ luôn. Nhà vườn xung quanh cũng rất là nhiều, đông dân cư. Thì bây giờ em Hương sẽ quay chi tiết cái căn nhà vườn này cho anh chị mình cùng xem. Anh chị hãy cố gắng theo dõi hết video của em Hương nha. Dạ rồi, thì hiện tại là em Hương đang có mặt ngay phía đằng trước của căn nhà vườn luôn anh chị ha. Với tổng diện tích là 8.500m², bao gồm là hai sổ hồng riêng và bám góc hai mặt đường ha. Hiện tại thì đang là đường đất như thế này thôi. Con đường trước đất này á, trước nhà này á, là bám là 71m nha, và đường rộng là 5m, xe hơi xe tải vào thoải mái luôn anh chị. Có điện nhà nước kéo vào tận nơi. Và căn nhà vườn của mình thì đây, với rất là nhiều loại cây ăn trái luôn anh chị mình ha. Đó. Thì hồi nãy Hương có nói là bám góc hai mặt đường, thì đây là mặt đường thứ nhất, bám là 71m ha. Còn phía đây thì là mặt đường thứ hai, bám là 81m nha anh chị mình nha. Đây, mặt đường thứ hai đây cũng rất là rộng luôn. Xe hơi cũng vào được tận, đi vào bên trong đường này được luôn anh chị ha. Đó, bám đường này là 81m nè. Đấy, cỏ cây đồ nó mọc vậy thôi chứ thực ra là đường rộng nha anh chị nha. Đó. Thì hướng này là mình sẽ đi ra đường nhựa mất chỉ có 200m thôi. Còn đi ra đường tỉnh lộ 769 để đi sang sân bay Long Thành á, mất là 900m anh chị ha. Dân cư xung quanh đây thì chủ yếu là nhà vườn, nhưng mà cũng khá là nhiều dân nha anh chị mình nha. Không giống như những căn nhà vườn khác em Hương hay quay cho anh chị. Thì tuy nhà vườn khá thưa nhưng mà cái này á, nhà vườn rất là nhiều luôn anh chị. Đấy, đây có chiếc xe anh chị mình có thể thấy ha. Xe hơi là vào tận nơi luôn. Đó, dân cư nè. Đây, anh chị mình có thể thấy ha, nhà dân xung quanh và chủ yếu khu vực này là nhà vườn thôi anh chị mình ha. Đó, căn nhà vườn của mình đây có rất là nhiều loại cây ăn trái luôn nha anh chị mình nha. Sầu riêng có nè, bưởi có nè, và cũng như là chôm chôm, vú sữa có rất nhiều. Thì nhà vườn của mình á, xây dạng chữ L anh chị ha. Có mái tôn phía đằng trước che nắng rất là mát mẻ luôn. Nhà này thì xây ngang là 9, sâu là 13. Có hai phòng ngủ anh chị ha. Đây, Hương sẽ đi từ hướng này đi vào cho anh chị xem. Đây là khu vực phòng khách ha. Chỗ hai cửa sổ hai bên rất là thoáng luôn. Đó, nhà mình càng nhiều cửa sổ càng thoáng nha anh chị nha. Đó, phía trên thì là mái tôn như thế này đây. Đấy. Ở đây thì là khu vực ba cái phòng ngủ nè. Đây, phòng ngủ thứ nhất ha, có máy lạnh, có cửa sổ luôn, và để lọt được chiếc giường cũng như là tủ quần áo. Phía trên thì là lợp la phông. Còn ở trên phòng ngủ thứ hai thì rộng hơn khá là nhiều anh chị ha. Đó, phòng ngủ thứ hai nó rộng phải gần gấp đôi luôn á. Đấy, cũng có cửa sổ luôn. Còn đây là cái phòng ngủ thứ ba, nhưng mà hiện tại thì không có người ở nhà, con cháu đi làm xa nên là để vậy thôi anh chị ha. À, thì đây là cái, đây là chú chủ nhà. Dạ đây, đây là cái phía bên hông của căn nhà của mình. Thì làm là lót gạch toàn bộ rồi anh chị ha. Rất là sạch sẽ luôn. Đấy, thì bây giờ em Hương sẽ đi ra cái khu vực vườn cho anh chị mình cùng xem. Đây, vườn phía bên này á, thì nói chung vườn của mình thì rất là nhiều loại cây ăn trái, đất đai cũng bằng phẳng nữa nha. Cây nào cây nấy cho ra trái rất là nhiều anh chị ha. Đây, anh chị mình có thể thấy là cây đu đủ nè. Đó, rất là nhiều trái luôn ha. Bên này cũng vậy. Và có bếp tưới tiêu tự động hết rồi anh chị mình ha. Đấy, cây ổi này anh chị. Thì mảnh vườn này với tổng diện tích là 8.500m², bao gồm hai sổ hồng riêng anh chị ha. Sổ thứ nhất thì diện tích là khoảng 7.000, 7.900 hay sao, em Hương cũng không nhớ rõ. Còn sổ thứ hai thì là
916m2. Đó, mục đích sử dụng của sổ thứ nhất là 7.900 là đất trồng cây lâu năm. Còn sổ thứ hai 916m2 thì mục đích sử dụng hiện tại đang là đất trồng lúa nha. À, nhưng mà quy hoạch thì cũng là đất trồng cây lâu năm rồi. Về cái phần mà đất lúa thì trước đây, trước ngày 1 tháng 8 2024 á, thì những anh chị mà hộ khẩu ở thành phố như là thành phố Biên Hòa hay là thành phố Hồ Chí Minh á, mình muốn mua thì phải có giấy xác nhận hộ nông dân. Nói chung là anh chị hộ khẩu thành phố Hồ Chí Minh hầu như là không mua được ha. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi. Bây giờ thì sau ngày 1 tháng 8 năm 2024 thì em Hương cũng đã giao dịch một số mảnh đất vườn, đất lúa cho một số anh chị khác hộ khẩu thành phố Hồ Chí Minh và đã giao dịch được thành công anh chị ha. Đấy, nói chung bây giờ sau này thì đã có một cái luật mới, đó là không có phải cần giấy xác nhận hộ nông dân nữa anh chị ha. Đấy, phía sau mình thì cũng có nhà, cũng có nhà vườn khác luôn. Đây, rào lưới hết toàn bộ rồi anh chị ha, rào lưới B40 hết toàn bộ luôn rồi. À, vườn này anh chị mình có thể nhìn thấy đất này, rất là bằng phẳng luôn ha, rất là bằng phẳng, rất là đẹp luôn. Đây, có đóng cọc và kéo rào lưới B40 toàn bộ rồi anh chị mình nha. Có một số cây Hương thấy bị đổ, chắc là do hôm bữa bị bão ấy. Đây, có cái ao mà em Hương thấy, em Hương nói đầu video là có phát hiện được cái ao này. Cái này thì nó nằm dưới rặng tre và nó thành một cái giống như một cái ao anh chị ha. Nhưng mà nó hơi nông, không biết có nông hay sâu nữa. Mà thấy có nước, nước sắp sắp này. Thì chắc là về nếu anh chị mình muốn làm ao thì làm ở đấy cũng được ha. Trên này thì có một cái chuồng heo. À, thì mức giá rao bán hiện tại của nhà vườn này á anh chị là 850 triệu cho 1.000m2 nha. À, 850 triệu cho 1.000m2 thì nó cũng rơi đâu đó khoảng độ hết sổ 8 sào rưỡi thì nó khoảng độ là 7 tỷ hơn anh chị ha. Hơn 7 tỷ và giá này thì còn thương lượng nên là chủ yếu anh chị mình có thích cái vị trí nhà vườn này hay không thôi. Nếu mà thích thì em Hương sẽ dẫn đi gặp chủ và mình thương lượng trực tiếp với chủ luôn anh chị ha. Đây có cái chuồng heo nè. Đó, nhưng mà hiện tại thì chú không nuôi nữa nha. Đó, có mấy cái tấm sàn để cho heo con và có cái máy thức ăn kìa. Đó. Bên đây thì khu vực vườn của mình rất là nhiều loại cây ăn trái luôn nha. Đó. Như em Hương nói là mình ở đây thì mình không bao giờ lo là thiếu trái cây. Đấy. Vườn rộng lắm anh chị ha, 8 sào rưỡi thì nói chung đi em Hương đi quay cũng khá là mệt luôn đấy. Đây, có cây này cây gì này em Hương không biết này, rất là nhiều loại cây nên là Hương chỉ biết một số cây cơ bản thôi anh chị. Đấy, như là cây bưởi nè, cây sầu riêng nè, đấy anh chị thấy không, bưởi cũng khá là nhiều trái luôn anh chị ha. Đó, quá là nhiều trái luôn đấy. Thì em Hương xin tổng kết lại ha, bao gồm hai sổ hồng riêng 8.500m2, mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm và giá rao bán hiện tại là 850 triệu một sào, có thương lượng nha anh chị nha. Tổng hết 8.500 thì nó rơi vào khoảng là hơn 7 tỷ và bám góc hai mặt đường trước sau luôn nha. Bám góc hai mặt đường nha, một mặt đường là bám 71m và một mặt đường thì bám là 81m anh chị mình ha. Em mít nè, anh chị thấy mít không? Kinh khủng khiếp chưa? Đấy. Thì bây giờ em Hương sẽ bay flycam cũng như là kiểm tra quy hoạch và bản đồ Google Maps để cho anh chị mình nắm rõ thông tin chi tiết hơn nha. Phía trên đây còn có hai cây đu đủ nữa. Đây. Em Hương sẽ lên quay luôn hai cây đu đủ cho anh chị mình xem, trái cực kỳ nhiều luôn nha. Bưởi cũng rất là nhiều trái anh chị ha. Đây hai cây đu đủ đây. Trái cực kỳ là to luôn, to và nhiều. Đấy. Anh chị thấy mê không? Anh chị mà ở thành phố Hồ Chí Minh là mình khóa liền, mình nhìn mấy cái vườn này mình khóa liền không? Cái đu đủ cái nào cho đấy nè. Đó, thì bây giờ em Hương sẽ quay chi tiết cái nhà vườn này. Thông tin về flycam cũng như là quy hoạch và bản đồ Google Maps cho anh chị mình ha. À, chưa quay cái này nè. Cái này cái bếp này anh chị. Cái bếp chưa quay nè. Đấy.
có làm một cái bếp củi bên ngoài, có cả bếp ga luôn. Đấy anh chị ha. Ở đây có nhà vệ sinh này. Khu vực rất là riêng biệt, sạch sẽ luôn ha. Cái này có cái chuồng gà cho ấp trứng. Đó thì để bây giờ để rõ thông tin hơn, em Hương sẽ quay flycam và bản đồ quy hoạch, bản đồ Google Maps cho anh chị mình cùng xem nha. Đây anh chị mình ha, hiện tại thì em Hương đang bay flycam ngay phía đằng trước của căn nhà luôn. Đây, và đây là vị trí căn nhà cùng với mảnh vườn của mình nha. Thì với tổng diện tích là 8.500 m², bao gồm hai sổ hồng riêng, thì căn nhà này với tổng diện tích đâu đó khoảng 180 m² anh chị. Ngang 9, sâu xuống là 20 anh chị mình ha. Đó, và đây là cái mảnh vườn của mình cùng với rất là nhiều loại cây ăn trái luôn này anh chị ha. Đây, dưới đây là cái ranh này anh chị. Anh chị mình có thể nhìn thấy cái hàng cây ha. Thì là cái ranh với ngôi nhà của mình đây. Toàn bộ khu vực nhà vườn đa phần là người ta sẽ làm cái hàng ranh bằng cây anh chị ha. Và đây là cái con đường bên hông của cái nhà vườn của mình này anh chị. Đó, đường này á, thì nó cũng nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà bám tới 81 m luôn anh chị mình ha. Còn cái đường phía trên thì bám tới là 71 m ha. Đó, thì cái căn nhà vườn của mình xung quanh đây anh chị mình cũng có thể nhìn thấy là dân cư rất là đông luôn nè. Đó, tuy là khu vực nhà vườn nhưng mà dân cư khá là đông luôn ha. Đây, con đường ngay trước vị trí căn nhà của mình đây anh chị ha. Rộng rãi, đường thông. Đó. Thì từ đây á, mà đi ra ngoài cái đường nhựa mất chỉ khoảng độ là hơn 200 m thôi anh chị. Đi ra đường nhựa mất khoảng độ là hơn 200 m xíu thôi. Thì bây giờ em Hương sẽ bay ra bên ngoài đó cho anh chị mình cùng xem ha. Và cái đường á, thì nó đi lên nó hơi dốc dốc một tí thôi. Hơi dốc thoai thải thôi. Không có dốc nhiều đâu anh chị. Còn nếu anh chị mình đi ra chỗ... đường xã lộ 25 á, thì mất khoảng độ 950 m nha. Đây, tới đây là đường nhựa rồi này anh chị ha. Đây là đường nhựa nè. Thì mình sẽ rẽ phải là mình sẽ đi ra được đường tỉnh lộ 769 xã lộ 25 nha. Thì cái trục tỉnh lộ 769 đó nó là trục đường chính đi sân bay quốc tế Long Thành á. Đây, từ đây mà cách cái sân bay quốc tế Long Thành chỉ khoảng độ là 19 km thôi chị, rất là gần luôn. Đó, dân cư nói chung xung quanh mọi thứ đều ok hết rồi anh chị mình ha. Thì khu công nghiệp Dầu Dây ngay phía trước màn hình anh chị kia thì nó cách khoảng độ là 2,5 cây nha anh chị, 2,5 km thôi. Đó, rất là gần. Đây là quy hoạch của miếng đất này anh chị ha. Thì cái miếng thứ nhất với tổng diện tích là 7.595 m². Thì hồi nãy em Hương cứ nhớ mãi mãi là 7.900 mấy đó, nhưng mà thật ra thì lại là 7.595 ha. Và một miếng nhỏ bên đây. Thì miếng nhỏ bên đây với tổng diện tích là 916 m² và mục đích sử dụng hiện tại đang là đất trồng lúa này anh chị. Còn lại toàn bộ thì đều là quy hoạch đất trồng cây lâu năm ha. Thì trở lại với miếng bự này. Đây, miếng này thì 7.595 m², bám hai mặt đường nha anh chị. Một mặt đường 71,3 m nè, và mặt đường bên hông này 81 m ha. Thì hồi nãy em Hương quay thực tế cả hai con đường cho anh chị mình cùng xem rồi đó. Khá là to luôn, xe hơi đều vào được hết anh chị ha. Thì từ vị trí miếng đất mà đi ra con đường nhựa đây. Đây ha, mất chỉ có khoảng 200 m thôi. Đó, và ra đây, mình nếu mà mình rẽ bên trái á, thì mình sẽ đi về cái đường tỉnh lộ 769 luôn. Đó, nó cũng gần. Còn rẽ bên phải thì mình cũng đi ra được đường này anh chị ha, nhựa lớn này. Đây, bây giờ em Hương sẽ đo từ vị trí đất đi ra ngoài những cái tiện ích xung quanh cho anh chị mình cùng xem nha. Ở đây là trên vệ tinh, anh chị mình cũng thấy là dân cư này khá là nhiều luôn anh chị ha. Rồi, hiện tại là em Hương đang ở vị trí là thị trấn Tràng Bom, đi tới vị trí nhà vườn nằm mất 20 km ha. Đó, còn từ vị trí nhà vườn này mình sẽ đo ra đường nhựa cho anh chị xem. Đây, mất là 180 m nha. Còn ra đường DT769 nè. Đó, mất chỉ có 900 m thôi anh chị mình ha. Rất là gần luôn. Đi lên khu công nghiệp Dầu Dây nè. Mất là 2,5 km anh chị ha. Đó, còn đi ra ngã tư Bưu điện Dầu Dây.
quốc lộ 1A mất 6,2 km. Đấy, em Hương sẽ đo hết những cái mốc điểm mà anh chị mình ví dụ mà anh chị mình quan tâm ha, ví dụ như cái điểm mà đây là sân bay quốc tế Long Thành mất 19 km ha. Đó, còn từ công viên 34 thành phố Biên Hòa thì mất là 33 km. Đó, thì đây là toàn bộ những cái thông tin cơ bản em Hương đã chia sẻ đến toàn bộ các anh chị mình rồi. Nói chung là những cái thông tin này á thì anh chị mình có thể lấy những cái vị trí của anh chị đến những cái mốc điểm này và tự tính ra khoảng cách ha. Đó, đây là toàn bộ những cái thông tin mà em Hương biết thì em Hương cũng chia sẻ anh chị mình cũng biết luôn. Đấy, tới công viên văn hóa Suối Tiên, thành phố Hồ Chí Minh mất 48 km. Rồi, thì toàn bộ thông tin chi tiết Hương đã chia sẻ rồi. Anh chị quan tâm hãy liên hệ ngay với Hương số điện thoại 0906 388 027 anh chị mình ha. Số điện thoại này thì em Hương cũng có sử dụng Zalo luôn, nên là anh chị có thể kết nối Zalo với Hương để tiện trao đổi mọi thông tin chi tiết hơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị trong những video lần sau nha.